비추고 bỗng dưng quên tên ai đó. Tình huống trớ trêu nhất là khi bạn tình cờ gặp một người quen trên đường, nhưng họ nhớ bạn, mà bạn thì chẳng nhớ ra họ là ai. Cả hai bắt đầu một cuộc hội thoại với hai thái cực cảm xúc, một người vui vẻ, người kia lo lắng và phải diễn sao cho tự nhiên nhất. Nhưng nhìn chung, giả vờ như bạn hoàn toàn nhớ được người ta là ai không phải là một giải pháp tốt. Thay vào đó, hãy nói những câu dạng như: tôi biết chắc chắn gặp anh rồi, nhưng anh có thể cho tôi biết tên lần nữa không? Điều này khiến cho họ biết rằng bạn thực sự nhận ra họ, nhưng chỉ tên họ là không thôi. Ở tình huống chuyên nghiệp hơn, hãy gợi ý trao đổi danh thiếp. Mẹo này sẽ giúp bạn nhớ ra người đó một cách dễ dàng, hoặc bạn có thể xin số người đó bằng cách để họ tự nhập số điện thoại vào di động của bạn, sau đó có thể nhanh chóng nhìn lại danh thiếp hay điện thoại trước khi rời đi. Trong trường hợp xấu nhất, chẳng diễn được mà cũng không hỏi được, có lẽ bạn đành phải thú nhận về bộ não cá vàng của mình thôi. Phá hỏng sự bất ngờ. Tiệc sinh nhật hay bất kỳ dịp kỷ niệm nào đó đều sẽ rất tuyệt vời cho đến khi bạn chẳng may làm lộ nó ra với những người có lẽ không được mời. Hãy thử cứu vãn bằng cách: ồ, họ không nói cho bạn biết về bữa tiệc đó ư, có lẽ nó sẽ không được tổ chức đâu, hoặc có khi tôi đã hiểu nhầm chút gì đó. Nhưng nhìn chung, nếu tất cả mọi chuyện nằm ngoài khả năng của bạn, có lẽ bạn nên xin lỗi một cách chân thành nhất. Trong một vài tình huống, bạn có thể gọi cho chủ nhân của bữa tiệc đó và nói ra sự thật cũng như tìm ra hướng giải quyết. Lỡ đánh bom trong thang máy hoặc bất cứ nơi công cộng nào khác. Thật xấu hổ khi mặc dù đã cố kìm nén bằng hết sức bình sinh, nhưng cuối cùng vẫn có một em thoát được ra ngoài. Nếu đông và là bom khẽ thì còn cầu diễn tiếp được, chứ chỉ có 2 hoặc 3 người thì coi như xong. Thực ra bạn có thể đơn giản chỉ cần nói xin thứ lỗi mà chẳng cần thêm bất kỳ hành động nào khác. Đừng trình bày những gì thừa thải, kiểu như đau bụng quá hay những món bạn đã ăn trong ngày hôm đó. Không ai quan tâm đâu vì họ đang bận cười trong bụng. Trên thực tế, ai lâm vào tình huống như vậy cũng ngượng cả thôi. Có điều bạn nên tự trấn an mình rằng chuyện thả bom là nhu cầu tất yếu của con người. Ca sĩ, diễn viên xinh như hoa, đẹp như ngọc cũng phải làm, thì chuyện bạn vô tình thả một quả cũng là điều dễ hiểu. Chuẩn bị ôm nhưng lại nhận được cái bắt tay. Đây cũng là một tình huống khá tréo ngoe, xuất phát từ sự không hiểu ý của đôi bên. Điều tốt nhất có thể làm lúc này đó là bắt tay với một chút miễn cưỡng. Hãy nhìn vào mắt đối phương, cười và cố gắng đừng biểu hiện bất kỳ sự không thoải mái nào trên khuôn mặt của bạn. Ở bất kỳ trường hợp nào, từ trong công việc hay đến những bữa tiệc tùng đám cưới, nếu bạn không phải một người thích ôm, thì cử chỉ đưa tay cùng với nụ cười ấm áp chính là cách thân thiện nhất mà bạn nên làm để luôn giữ cho mỗi người một chút khoảng cách cần thiết. Chúc mừng nhé, khi nào sinh vậy? Và cô ấy không mang thai. Có thể nói đây chính là một điều vô tình tệ hại nhất mà bạn có thể nói với một người phụ nữ. Nếu lâm vào cảnh này rồi, bạn buộc phải nói lời xin lỗi. Nhưng hãy nhớ rằng, tuyệt đối không bao giờ nói ra từ có thai với một người phụ nữ, trừ khi người ấy chủ động tiết lộ, kể cả điều đó rõ ràng đến thế nào. Lót túi rác dưới hộp vệ sinh cho mèo. Chỉ có những người nuôi mèo mới hiểu rõ nỗi khổ khi mèo cưng đi vệ sinh. Cho dù có cố gắng mua được cho mèo cái bể xí xinh xắn, thì việc dọn dẹp cũng không đỡ vất vả hơn bao nhiêu, nhất là với những con sen sợ nhìn thấy chất thải. Từ nay các bạn nuôi mèo chỉ cần đặt một lớp túi ni lông đựng rác bên dưới thau đựng cát cho cục cưng đi vệ sinh là có thể ung dung cho mèo cưng đi vệ sinh bao nhiêu tùy thích. Công việc dọn dẹp đã dễ dàng hơn rất nhiều. Tác dụng bất ngờ của băng vệ sinh. Không có băng keo cá nhân khi mang giày cao gót khiến bạn đau chân, hãy dùng băng vệ sinh. Hiệu quả không hề thua kém băng cá nhân, thậm chí còn mềm mại và hút ẩm hiệu quả.
Nhưng nếu bạn bị vết thương chảy máu mà không phải rộp chân thì không nên dùng băng vệ sinh thay cho băng cá nhân nhé. Đi vệ sinh trong hương thơm tươi mát. Những chiếc máy hút gió trong nhà vệ sinh là phương án khử mùi hữu hiệu. Nhưng khử được mùi rồi mà bạn còn muốn nhà vệ sinh của mình thơm hơn thì sao? Bạn lại không thích dùng những viên sáp thơm có hại cho sức khỏe. Chỉ cần nhỏ một vài giọt tinh dầu thơm mà bạn thích vào lõi trong của cuốn giấy vệ sinh. Tất cả những gì bạn cần làm tiếp theo là tận hưởng quá trình. Vừa thơm mùi mình thích, vừa an toàn cho sức khỏe, đi vệ sinh chưa bao giờ thư giãn đến thế. Mùi hôi từ máy hút bụi đã là dĩ vãng. Máy hút bụi là công cụ rất tiện lợi cho việc vệ sinh nhà cửa, nhưng quá trình sử dụng máy vô tình kéo theo những tiếng ồn và nhất là nhiều mùi hương không được thân thiện với khứu giác con người. Để khắc phục, hãy cho một chút bột giặt vào túi đựng bụi của máy, bạn sẽ yêu chiếc máy hút bụi của mình hơn đấy. Trở thành đầu bếp chuyên nghiệp trong 1 phút 30 giây. Mách nước cho những nàng dâu sắp ra mắt mẹ chồng và những sinh viên khô người vì cơm hàng cháo chợ. Việc nấu một bữa cơm gia đình từ nay đã không còn là vấn đề nhức nhối với bí kíp nêm nếm vô cùng đơn giản sau. Tất cả những gì bạn cần làm là nêm hỗn hợp gồm muối, tiêu, ớt cựa gà, bột cà ri theo tùy món và khẩu vị. Hỗn hợp này thoạt đầu nghe thì thấy tầm thường, nhưng nó có khả năng phù phép món ăn từ bình thường trở nên ngon khó tưởng. Bạn có thể dùng hỗn hợp này ướp để chiên, xào và nấu canh, vừa ngon lại vừa tiện lợi. Tẩy sạch vết keo dính trong phút chốc. Băng keo ra đi và những gì còn lại là lớp keo dính trên thân đồ vật thật đáng ghét. Bạn sẽ phải mất hàng giờ để cạo lớp keo đó ra. Sau khi cạo xong thì đồ vật cũng không còn thẩm mỹ nữa. Nhưng chỉ cần bông gòn và nước tẩy trang, đồ vật hầu như bạn nữ nào cũng có là đã có thể tẩy sạch những vết keo bám dai dẳng. Sự kết hợp hoàn hảo này sẽ đánh bay các vết keo dính, trả lại cho bạn đồ dùng sạch bon kinh kích. Cách tiết kiệm để quần áo luôn thơm ngát. Ở các cửa hiệu nước hoa, người ta thường phát các que thử nước hoa miễn phí. Bạn chỉ cần lấy vài que này và đặt vào tủ quần áo là sẽ yên tâm, đồ không còn mùi hôi và luôn giữ được độ thơm. Mà mẹo này thì chỉ áp dụng với quần áo sạch, nếu bỏ vào đống đồ dơ thì sẽ trở thành thảm họa đấy nhé. Tắm mà không cần nước. Trời mùa đông lạnh khiến bạn lười tắm hay thậm chí là quá bận rộn đến mức không thể tắm được. Hãy dùng nước rửa tay để rửa vùng da mà bạn muốn, nhất là các vùng da nặng mùi. Sau đó dùng xịt khử mùi là xong. Lưu ý bạn là phải dùng nước rửa tay trước khi dùng xịt khử mùi nhé. Thay đổi thứ tự thì bạn sẽ có mùi hơn đấy. Thao tác đơn giản cho bếp bớt bốc mùi. Tương tự như phòng tắm, bạn muốn mọi nơi trong nhà mình phải thật thơm tho, kể cả là căn bếp đầy dầu mỡ. Hãy cho một ít gia vị, nếu có nước chanh càng tốt vào bồn rửa. Sau đó rửa trôi đi bằng nước nóng, mùi hôi sẽ hoàn toàn được khử trong phút chốc. Bữa cơm gia đình sẽ ngon miệng hơn rất nhiều.